mình xin chào các bạn nha ở đây các bạn nào sử dụng điện thoại iphone và cảm thấy là không thích sử dụng cái tính năng là màn hình luôn bật on one display ở trên điện thoại iphone thì khi mà mình thoại của mình tắt màn hình như thế này thì nó vẫn sáng lên và mình vẫn có thể quan sát rõ được là thứ ngày tháng cũng như là giờ ở đây và các bạn nếu mà mới nhìn như thế này thì nghĩ là mình đang bật sáng màn hình điện thoại iphone tuy nhiên thì không phải đây chính là cái màn hình chờ của điện thoại iphone của mình và nếu như mà mình muốn bật sáng thì mình cần phải bấm một lần nữa thì lúc này điện thoại iphone của mình nó mới mở sáng màn hình cũng như là cái hệ thống cảm biến và khuôn mặt Face đi ở đây nó sẽ hoạt động và các bạn có thể là quan sát thêm được cả những cái phần thông tin như là mạng cũng như là wifi và vạch pin ở đây đó và có thêm những cái tính năng như là bật tắt đèn pin hoặc là bật tắt nhanh camera và khi mà các bạn tắt màn hình như thế này thì điện thoại của các bạn nó sẽ không tắt hẳn màn hình mà nó vẫn hiển thị cái phần thời gian ở đây thì cái tính năng này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng quan sát được thời gian khi mà điện thoại của chúng ta để chế độ tối và nó cũng sẽ giúp chúng ta có thể là À, luôn luôn là có sẵn sàng để có thể là bật sáng màn hình điện thoại lên tuy nhiên thì nếu như mà bạn nào muốn tiết kiệm pin thì chúng ta không nên bật cái tính năng này và cái cách tắt cái tính năng này thì các bạn sẽ làm những cái bước như sau các bạn sẽ vào phần cài đặt trên điện thoại iPhone và ở trong phần cài đặt này các bạn sẽ tìm đến cái mục đó là cài đặt màn hình và độ sáng ở đây các bạn kéo lên nó sẽ có cái phần là màn hình luôn bật đó thì cái phần màn hình luôn bật này nó sẽ cho phép các bạn có thể là hiển thị hình nền hiển thị thông báo và màn hình luôn bật thì các bạn muốn tắt đi các bạn chỉ cần gạt cái phần màn hình luôn bật này đi Thì như vậy thì mỗi lần mà điện thoại chúng ta nó, nó tắt màn hình Thì nó sẽ không hiển thị bất kỳ một cái thông tin gì cả Và khi nào các bạn muốn bật sáng lên thì các bạn sẽ bấm vào Thì màn hình điện thoại chúng ta nó sẽ sáng lên Và trên đây chính là cái cách để các bạn có thể là tắt cái tính năng màn hình luôn bật Ở trên điện thoại iPhone khi mà các bạn sử dụng tính năng này các bạn không muốn sử dụng nữa Thì chúng ta có thể là tắt cái tính năng này đi để đảm bảo tiết kiệm pin hơn